Tiết lộ bí mật của cố diễn viên Mai Phương. Ca sĩ Ngọc Châu, bạn thân của cố diễn viên Mai Phương, mới đây tiết lộ Mai Phương từng từ chối lời cầu hôn và cơ hội sang Mỹ định cư. Mới đây, những chia sẻ của ca sĩ Ngọc Châu, ca sĩ, MC, biên tập viên truyền hình về cô bạn thân, cố diễn viên Mai Phương thu hút sự chú ý. Cụ thể, Ngọc Châu cho biết trước đây anh và Mai Phương có mối quan hệ bạn bè thân thiết, từ công việc đến cuộc sống đời thường, cả hai đều chia sẻ và hỗ trợ cho nhau. Có lần cố diễn viên qua Mỹ lưu diễn và được Ngọc Châu cho ở nhờ trong một tháng. Thời gian đó, nam ca sĩ đã chở cô bạn thân đi nhiều nơi, chụp ảnh kỷ niệm tại xứ cờ hoa. Đến bây giờ, Ngọc Châu vẫn giữ những tấm ảnh đặc biệt này trong điện thoại để nhớ về người bạn quá cố. Ngọc Châu khẳng định tình cảm giữa anh và Mai Phương rất đặc biệt, lớn hơn cả tình yêu. Có lần mẹ của Ngọc Châu đã gợi ý anh kết hôn với Mai Phương rồi đưa hai mẹ con nữ diễn viên qua Mỹ sống cùng. Nhưng Phương rất tự trọng. Em nói không muốn làm phiền đến tôi, Ngọc Châu chia sẻ. Nghệ sĩ hài Thúy Nga cũng nhận định, lần đầu gặp gỡ Mai Phương trong đội kịch Tuổi Ngọc, vừa gặp Mai Phương, nhìn gương mặt, đôi mắt, mái tóc xoăn cứng ngắc, tôi đã nghĩ cô bé này lớn lên, khổ dữ lắm, thì đúng thật. Thật sự cuộc đời của Mai Phương cũng buồn về gia đình và bệnh tật. Từ ngày cố diễn viên Mai Phương đột ngột qua đời, cuộc sống của bé La Vi, con gái chung của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Sau khi mẹ bé qua đời, bé La Vi trưởng thành trong sự nuôi nấng của hai cô bảo mẫu, được Phùng Ngọc Huy ủy quyền chăm sóc con gái trong thời gian anh chưa thể về Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2023 vừa qua, Phùng Ngọc Huy và bé La Vi đoàn tụ sau 8 năm xa cách. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn đang đợi hoàn tất hồ sơ để bảo lãnh con gái sang Mỹ sống cùng.